Đặc biệt là sau thời gian tìm hiểu thì mình thấy thầy Hiên có điều rất đặc biệt nhất là bệnh bướu cổ thì thầy chữa được hơn 95%. Đó, rồi các cái bệnh khác thì dù chỉ cần gỡ 50% mà chữa được để cứu người cũng đã đó là quý rồi. Nên mình quyết tâm thầy Hiên cả một đời hy sinh. Đó, nay đây mai đó nó không có ổn định nhất thiết, nên cái người dân mà muốn đi tìm thầy để trị bệnh cũng rất khó. Nên mình chỉ nghĩ ra một chuyện là định vị và ổn định trở lại, có một cái nơi, một cái địa chỉ hẳn hoi để cho người dân biết để đến, để họ không phải nay đi chỗ này mai đi chỗ kia không biết thầy đâu thêm. Có những người hay là bệnh câm điếc, nếu chữa được 10 ca mà chữa được 1-2 ca cũng là mừng lắm rồi, để cứu giúp được người cái đó là đã mừng. Thì mình xác định một điều là mình dành cuộc đời của mình gần 40 năm làm kinh tế. À, thì những cái thành công có được mình không